Quý thính giả và các em nhỏ của chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon Thân Yêu, các em có bao giờ thấy cảnh tượng một người bị truy đuổi phải chạy trốn khắp nơi chưa nè? Thường đó là những kẻ làm việc xấu. Nhưng còn nhân vật David của chúng ta thì sao? Câu chuyện cửa sổ thoát hiểm trong chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon số 14150 hôm nay sẽ cho các em thấy một lần nữa Chúa đã giải cứu cho David như thế nào. Quý thính giả và các em cùng nghe nhé. Anh Đúng Đớm và chị Giọt Sương mến chào quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của đài One Way Radio. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có khỏe không nào? Anh Đúng Đớm hỏi thăm là vì thấy dạo này mưa quá à, không biết có bạn nào bị bệnh không? Mấy hôm nay anh Đúng Đớm cứ sụt xà sụt xịt biết thôi à. Phải đó, em cũng vậy nè. Hy vọng là các bạn nhỏ của chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon luôn khỏe mạnh nè, không bị bệnh gì hết, mà có bệnh thì cũng mau chóng lành. Các bạn ơi, quay lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang theo dõi loạt những câu chuyện về chàng trai David được Chúa sai Samuel xích vào làm vua. Trong thời điểm này, vua Saul vẫn đang trị vì, nhưng Chúa không còn ở cùng ông nữa mà ở cùng David và vui giúp cho ông trong chiến trận, khiến nhiều người dân Israel mến phục. Chính vì vậy mà Saul luôn tìm cách để hãm hại David hết lần này đến lần khác, đúng không anh? Phải đó, và hôm nay chúng ta sẽ thấy được lòng Saul muốn giết David đến thế nào. Nhưng mà Chúa đã đặt để bên cạnh David những người giúp đỡ khi ông cần. Về phần Saul thì chính người thân của ông cũng đã lừa gạt ông mà bên vực cho David nữa. Người thân của Saul đó là ai vậy anh Đom Đóm? Thì em cứ thử đoán xem. Là hoàng tử Jonathan hả? Không phải. Ủa sao mà em nhớ Jonathan thân với lại David lắm mà. Ừ thì thân, nhưng mà trong câu chuyện hôm nay thì không phải là Jonathan. Vậy thì ai được nhỉ? Là công chúa Mikan đó. Công chúa mà vua Saul đã gả cho David đó. À em nhớ rồi. Chỉ mới có hôm qua thôi mà em quên mau thật. Chắc là em già quá rồi anh Năm Đóm ơi. Giờ mới biết mình già hả? Anh tưởng em phải biết điều đó lâu rồi chứ. Anh Năm Đóm này, chút xíu em tính với anh Năm Đóm sau. Giờ anh Năm Đóm kể chuyện cho em với lại các bạn nhỏ nghe đi. À vậy anh mời Giọt Sương và các bạn nhỏ cùng lắng nghe câu chuyện sau đây nhé. Cửa sổ thoát hiểm. Một ngày kia, ác thần lại nhập vào Saul khi vua đang ngồi trong cung điện nghe David đánh đàn. Sẵn cây giáo nơi tay, vua phóng vào David nhưng chàng né được, mũi giáo cắm vào tường. David thoát chết và bỏ chạy khỏi cung điện. Ngay đêm đó, vua sai người đến nhà David để canh giữ và định sẽ giết chàng vào sáng hôm sau. Công chúa Mikan khuyên chồng: nếu đêm nay chàng không trốn thoát thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Rồi Mikan lấy dây dòng David xuống qua cửa sổ để chàng trốn đi. Kế đó, nàng lấy một pho tượng đặt lên giường, kê đầu tượng trên một cái gối lông dê, rồi phủ áo lên. Hôm sau, Saul sai người đến bắt David, thì Mikan nói rằng: chồng tôi đang bệnh. Saul lại sai người đến thăm David và truyền rằng: các ngươi hãy khiêng hắn trên giường đến cho ta, để ta giết nó. Nhưng khi họ đến thấy pho tượng trên giường, vua bèn trách Mikan: sao con gạt ta để kẻ thù của cha trốn thoát? Nàng thưa: vì chàng bảo con hãy để ta đi, nếu không ta sẽ giết nàng. David trốn khỏi Saul và đi tìm tiên tri Samuel tại Rama, kể cho người nghe mọi điều mà Saul đối xử với mình. Rồi David đi với Samuel trú tại Na-dốt.
Ngay cả con gái mình mà cũng không binh vực nữa, chắc Sao Lơ sẽ điên lòng lộng lên quá anh Đom Đóm. Ừ, bây giờ không có chúa, Sao Lơ chỉ có sự hận thù và bạo lực. Đến nỗi khi Mikan nói rằng David đang bị bệnh nằm trên giường, ông cũng cho người đến để khiêng David tới cho ông bằng được mới thôi. May thay á, chú đã dùng Mikan bên cạnh để mà giúp đỡ cho David ha anh. Ừ, và còn cả vị tiên tri Samuel nữa chứ. Bắt đầu từ hôm nay, David bắt đầu sống trong những ngày bị truy đuổi. Nhưng chú đã sức giàu cho David làm vua, thì chắc hẳn ngài sẽ làm thành lời hứa của ngài. Nhưng mà lỡ Sao Lơ có nhiều quân lính rồi, nhiều người hơn thì sẽ bắt được David rồi làm sao? Làm sao á thì chờ mấy ngày nữa coi sẽ có làm sao không nha. Giờ thì Giọt Sương và anh Đom Đóm nói lời chào tạm biệt với các bạn nhỏ đi, để các bạn đó còn đi ngủ sớm nữa. À em quên mất, vậy thì các bạn nhỏ ơi, chúng ta sẽ chờ xem ngày mai David sẽ như thế nào nha. Chị Giọt Sương lo cho David quá à, lỡ mà vua Sao Lơ bắt lại á thì không biết là sẽ như thế nào đây. Chật chật cái gì, chị Giọt Sương lo xa quá à, chị Giọt Sương cũng nhiều chuyện nữa. Chị Giọt Sương nói để cho con người ta ngủ đi, mà chị Giọt Sương vẫn tiếp tục chị Giọt Sương làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ á, chị Giọt Sương đọc câu hỏi cho các bạn đi ngủ đi được chứ nè. Thì chị Giọt Sương sẽ đọc câu hỏi ngay bây giờ nè. Chị Giọt Sương đọc xong á thì sẽ xử tội anh Đom Đóm. Làm chị quên nãy giờ nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, đọc nhanh đi cô nương. Dạ rồi, và đây là câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay. Ai đã dùng dây dòng David qua cửa sổ giúp ông trốn thoát khi vua Sao Lơ muốn truy bắt? A. Tiên tri Samuel. B. Hoàng tử Jonathan. C. Công chúa Mikan. Anh Đom Đóm xin phép đọc câu hỏi lại một lần nữa. Ai đã dùng dây dòng David qua cửa sổ giúp ông trốn thoát khi vua Sao Lơ muốn truy bắt? A. Tiên tri Samuel. B. Hoàng tử Jonathan. C. Công chúa Mikan. Bạn nhờ ba mẹ hay anh chị soạn tin nhắn theo cú pháp họ và tên, dấu cách, đáp án rồi gửi về tổng đài Chúc Bé Ngủ Ngon. Hoặc các bạn cũng có thể gửi email về cho chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon theo địa chỉ email chia sẻ amoconeway.vn, cũng là cú pháp đó nha các bạn, họ và tên, dấu cách rồi đáp án. Nhanh tay lên các bạn nhé, những phần quà dễ thương đang chờ đợi các bạn. Còn bây giờ thì anh Đom Đóm và chị Giọt Sương chào tạm biệt các bạn nhỏ và quý vị thính giả. Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ tối ngày mai nhé. Chào tạm biệt. Thank you.